mọi người. Chào mọi người đến cái mụn channel. Ủa mà trong hơi sao nó tắt à? Mấy cái này bánh mắt ra mới thấy luôn á. Mày có đang xài gì của mình không? Không ạ. Mày xài thuốc gì vậy? Em xài mỗi cái của chị được thôi chị. Mày chỉ hỏi lại nha mày. Em có đang xài gì của chị không mày? Có. Xài gì mày? Cái serum mới lại cái... Hả? Dạ. Câu này dễ hiểu quá. Em có uống thuốc không em? Em nói được rồi, em đừng lắc đầu. Bố hạ đi. Không thấy anh ngồi nó lại khô đạm. Chị hỏi em được cái ngọt ha. Em trả lời thôi nha. Trước đây anh có uống thuốc gì không? Chị quên rồi. Không ạ. Đang lấy mụn mà ông cứ lắc đầu. Ủa nhưng mà sao mơ khô vậy ta? Từ từ mơ khô tự nhiên hả? Hay, nó không... Lâu lâu nó hay khô hay là nó không? Để hỏi lại đi. Em hơi cầm cành nha chị An. Chuyên nghiệp suy nghĩ cho nên ý là lâu lâu nó mới khô hay là ngày nào nó cũng khô vậy? Em không biết. Không, bữa nay ai cũng khô hết đó. Bữa nay trời nó lạnh mà không khô sao được. Em không nói nhanh là hồi em quên mất em định nói gì luôn á. Anh là dồn dập như mấy khô. Được, kệ sao, cố gắng phát huy. Ngủ quên à? Ngủ quên như chị An à? Thì năn nỉ nó nhắn tin đó, năn nỉ nó mới lên đó. Đi làm á hả? Ừ. Ủa chứ đi làm bây giờ phải năn nỉ nữa hả? Ừ. Nói kỳ vậy chứ. Vô đi. Bắt người ta đi tăng ca. Ngồi cái nát thì chưa có trả nữa. Uống cà phê cho chị, mua cà phê cho em uống. Lại lại. Cảm ơn. Em sáng chưa? Đi ra tiệm giặt cho nó nhanh. Đi
Đó con người làm biếng còn kêu chạy ra tiệm nữa. Ủa làm biếng mới chạy ra tiệm như gì nữa? Em làm biếng bỏ đồ vô nữa. Chị An cho mượn cái máy giặt kìa. Ừ, máy giặt đi không dễ vậy. Biếng trở về. Trời ơi là trời. Người ta trong máy giặt ở dưới mình không lấy. Người ta cho ừ. Chờ người ta năn nỉ nữa. Thôi. Xong nghĩ chị ăn đòi tiền. Ủa tính ra bữa trước nhà mình có cái tủ lạnh luôn á, sao mà không lấy cái tủ lạnh lên á. Mẹ đang hỏi Tết ăn heo quay không mà còn chưa trả lời luôn. Đau không Huy? Nữa lại gần. Hình như em giống bị dị ứng cái gì đúng không? Em bị chích vaccine nhỉ? Vaccine hả? Dạ. Nó lên nhiều như luôn á hả? Nó li ti á. Ừ, nhiều giả man luôn á. Ừ. Giống như bị dị ứng cái gì luôn á. Chị phải căng mắt ra nhìn mới thấy luôn đó chứ. Đau của cái gì? Một cà phê uống đi chị. Em thật bữa nay thèm cà phê á. Vãi trưởng rồi. Chết rồi. Nó cũng nghiện theo rồi đấy. Ôi, làm gì bất ngờ chứ nghiệp. Ừ. Tại chị An á. Không có à. Tại chị em uống nghiện cà phê á. Trời ơi. Ừ, thì bà cứ mua về bà uống. Uống xong rồi uống ké không à. Có gì em không phải sữa mà. Ừ. Ủa chị uống cà phê sữa chứ bao giờ chị uống cà phê đen. Rồi em chị không hiểu nhau rồi. Trời bữa nay sao nó sai trái vậy trời. Sao vậy?
chị ăn giờ sẽ chờ sẽ ngày nào nó cũng sẽ gọi chị đi tư vấn nâng mũi này. Cái tội đặt lịch hẹn đồ này chứ. Thôi đi đi lại bị người ta dụ làm đấy. Biết đẹp hay là thấy đầy người lệch mũi không? Chị em ngủ lăn quá à. Ừ. Một chỗ đó chị em. Chị thơm mà nữa. Để hoa tới em với Hạnh Hoa ngủ đẹp rồi. Chị ăn đâu có lăn đâu, tối ngủ sao thì sáng mai y vậy à. Chỉ có nửa đêm làm gì thì không biết thôi. Cho nên là phải đẩy hai giường lại đây, không sợ rớt. Không, chị An đã bị viêm mũi, viêm xoang đồ mà đi cái đấy thì thôi đó. Nhé, mùa lạnh thì thôi chứ. Chắc ôm mũi suốt ngày luôn á. Thôi em nói cũng vậy à em. Hồng Hồng mới đi lúc nào không biết đâu. Tính chị An mà. Đi ở đâu cần nói đâu. Kiểu như mà mặc dù mình cũng phi cũng cản vậy ha. Ừ. Mà giống bị ta dỗ ha, nọ tánh ngộ ra hết rồi. Chị xịt người lên chứ. Rồi. Tính chút chút đi. Ai nói gì nói đi là mình đi à. À, đưa mấy cái kia xuống dưới đi chứ. Đồ ăn này. Xuống dưới chị quên nấu lúc nào chị nấu. Để trên này chị đâu có lên lấy được mà. Ok. Đừng có nói vứt cái hóa đơn đi rồi nha. Không, trời ơi, em xuống đòi chị Quyên mà. Em có đòi chị đâu. Tiếp thêm bữa nữa. Em mời mà không thèm uống luôn á. Gracias.
chị gọi cái gì đây? Này, bữa nay chán trà đào rồi. Có món gì lạ lạ không? Làm gì nữa? Cùng chị Quyên trả cho chị ăn, có trả đâu. Cho mình bông nhúng nước đi như vậy. Nay không trang điểm mà. Nghĩ ra. Cái tội dậy muộn. Ngắn bớt đi được rồi ấy, như rồi.
cho mà còn phải năn nỉ nó lấy nữa lại nữa. Lấy về cho đỡ chặt nhà đi. Thà giặt tay còn hơn là giặt máy. Giặt tay nó có cả cái vui giặt tay. Trời mẹ ơi à. Núi đồ luôn hả? Là vậy còn không cần không nỡ cầm cái sọt lên mà bỏ luôn. Chị ăn trà sữa gạo uống chị ăn. Ê cái tiệm kia tên gì quên bán á nhỉ? Mà pha phin chắc ngon hơn pha máy chứ. Cái khẩu trang nó bị gì chứ, trời đau dữ trời.
không thôi chị. Rồi môi này, đây bụng này Huy. Hello mọi người, chào mọi người đến kênh mụn channel. Sao nó tắt à? Mấy cái này bánh mắt ra mới thấy luôn á. Không ạ. Em xài mỗi cái của chị được không chị? Mày chị hỏi lại nha Mày. Em có đang xài gì của chị không Mày? Có có. Xài gì không Mày? Cái serum mới lại cái... Thuốc bụng hả? Dạ. Câu này dễ hiểu quá. Em nói được rồi, em đừng lắc đầu. Không đang lấy mụn mà ông cứ lắc đầu.
từ mua mua khô tự nhiên hả? Hay, nó không lâu lâu nó hay khô hay là nó lâu không để hỏi lại nhé. Em hơi cồng kềnh nha chị An. Ý là lâu lâu nó mới khô hay là ngày nào nó cũng khô vậy? Em không biết. Không, bữa nay ai cũng khô hết đó. Bữa nay trời nó lạnh mà, không khô sao được. Em không nói nhanh là hồi em quên mất em định nói gì luôn á. Hắn là dồn dập như mấy khô. Được, kệ, sao, cố gắng phát huy. Ôi là trời. Ngủ quên à? Ngủ quên như chị An à? Chị năn nỉ nó, nhắn tin nó, năn nỉ nó mới lên đó. Đi làm á hả? Ừ. Ủa chứ đi làm bây giờ phải năn nỉ nữa hả? Ừ. Nói kỳ vậy chứ. Vô đi, vô đi. Bắt người ta đi tân ca. Ngồi cái nát thì chưa có trả nữa. Uống cà phê cho chị, mua cà phê cho em uống. Phải lại. Cảm ơn. Ăn sáng chưa? Đi ra tiệm giặt cho nó nhanh. Đó con người làm biếng còn kêu chạy ra tiệm nữa. Ủa làm biếng mới chạy ra tiệm như gì nữa? Em làm biếng bỏ đồ vô nữa. Chị An cho mượn cái máy giặt kìa. Ừ, máy giặt đi không dễ vậy. Biếng trở về. Trời ơi là trời. Người ta cho máy giặt ở dưới mình không lấy. Người ta đã cho mà không lấy. Ừ. Trời người ta năn nỉ nữa. Xong nghĩ chị ăn đòi tiền. Ủa tính ra bữa trước nhà mình có cái tủ lạnh luôn á, sao bữa không lấy cái tủ lạnh lên á? Mẹ đang hỏi Tết ăn theo quay không mà còn chưa trả lời luôn. Đâu Huy? Nữa lại gần. Như bọn em bữa giống bị dị ứng cái gì đúng không? Em ăn bị chích vaccine nhỉ. Vaccine hả? Dạ. Nó lên nhiều như này luôn á hả? Nó li ti á. Ừ. Nhiều giả man luôn á. Ừ. Giống như bị dị ứng cái gì luôn á. Chị phải căng mắt ra nhìn mới thấy luôn đó chà.
Chị đau của cái gì? Cà phê uống đi chị. Em thật bữa nay thèm cà phê á. Vãi trưởng rồi. Chết rồi. Dạo này nó cũng nghiện theo rồi đấy. Ôi, làm gì bất ngờ chứ nghiệp. Tại chị An á. Không có à. Tại chị em nghiện cà phê á. Trời ơi. Ừ, thì bà cứ mua về bà uống. Uống xong rồi uống ké không à. Có gì em không phải sữa mà. Ừ. Ủa. Bà chị uống cà phê sữa chứ bao giờ chị uống cà phê đen. Rồi em chị không hiểu nhau rồi. Rồi bữa nay sao mới sai trái vậy trời. Sao vậy? Chị An giờ sẽ chờ sẽ ngày nào nó cũng sẽ gọi chị đi tư vấn nâng mũi này. Cái tội đặt lịch hẹn đồ này chứ. Thôi đi đi lại bị người ta dụ làm đấy. Biết đẹp hay thì thấy đầy người lệch mũi không? Chị em ngủ năng quá à. Ừ. Em một chỗ đó chị nha. Chị thơm Hạnh nữa. Chị hoa tới em với Hạnh Hoa ngủ đẹp rồi. Chị có làm thì em với Hạnh hỗ trợ chị trong một tháng. Ngủ đẹp chị lại. Đúng rồi, hai đứa em toàn ngủ nằm trên chỗ mà. Chị An đâu có lăn đâu, tối ngủ sao thì sáng mai y vậy à. Chỉ có nửa đêm làm gì thì không biết thôi. Cho nên là phải đẩy hai giường lại đây, không sợ rớt. Gọt giường vài lần hết mẩy vậy. Chị ăn gì? Chị sợ đi sửa mũi, năng quá ghẻ mũi. Chị ăn không có mấy nè. Cái gói nó đi xa. Không, chị An đã bị viêm mũi, viêm xoang đồ mà đi cái đấy thì thôi đó. Nhé, mùa lạnh thì thôi chứ. Chắc ôm mũi suốt ngày luôn á. Em nói cũng vậy à, em hùng hùng mới đi lúc nào không biết đâu. Tính chị An mà đi ở đâu cần nói đâu. Kiểu như mà mặc dù mình cũng phi cũng cản vậy ha. Ừ. Mà giống bị ta dụ ha, họ tánh ngộ ra lúc này. Chị xịt người lên chứ. Ai nói gì nói đi là mình đi à. À, đưa mấy cái kia xuống dưới đi chứ. Đồ ăn này. Xuống dưới chị quên nấu lúc nào chị nấu. Để trên này chị đâu có lên lấy đâu mà. Ồ kì. Đừng có nói vứt kì 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 anh hóa đơn đi rồi nha. Để chị có nhà rồi. Để chị có nhà rồi.
Không, trời ơi, em xuống đòi chị Quyên mà. Em có đòi chị đâu. Chị thích thôi bữa nữa. Hiện theo là đấy. Ôi, làm gì bất ngờ chứ nghiệp. Tại chị An á. Không có à. Tại chị em nghiện cà phê á. Trời ơi. Ừ, thì bà cứ mua về bà uống. Uống xong rồi uống ké không à. Có gì em không phải sữa mà. Ừ. Ủa chị uống cà phê sữa chứ bao giờ chị uống cà phê đen. Em chị không hiểu nhau rồi. Rồi bữa nay sao mới sai trái gì vậy trời? Sao vậy? Chị ăn giờ sẽ chờ sẽ ngày nào nó cũng sẽ gọi chị đi tư vấn nâng mũi này. Cái tội đặt lịch hẹn đồ này chứ. Thôi đi đi lại bị người ta dụ làm đấy. Biết đẹp hay thì thấy đầy người lệch mũi không? Chị ăn đâu có lăn đâu, tối ngủ sao thì sáng mai y vậy à. Thì có nửa đêm làm gì thì không biết rồi. Cho nên là phải đẩy hai giường lại đây, không sợ rớt. Không, chị An đã bị viêm mũi, viêm xoang đồ mà đi cái đấy thì thôi đó. Nhé, mùa lạnh thì thôi chứ. Chắc ôm mũi suốt ngày luôn á. Thôi em nói cũng vậy em. Hùng hùng mới đi lúc nào không biết đâu. Tính chị An mà. Đi ở đâu cần nói đâu. Kiểu như mà mặc dù mình cũng phi cũng cản vậy ha. Ừ. Mà giống bị ta dụ ha. Nó tánh ngộ ra lúc này. Chị xịt người lên chứ. Rồi. Tính chút đi. Ai nói gì nói đi là mình đi à. À, đưa mấy cái kia xuống dưới đi chứ. Đồ ăn này. Xuống dưới chị quên nấu lúc nào chị nấu. Để trên này chị đâu có lên lấy đâu mà. Ok.
đừng có nói vứt cái hóa đơn đi rồi nha. Không, trời ơi, em xuống đòi chị Quyên mà, em có đòi chị đâu. Chị thích thôi bữa nữa. Mời mà không thèm uống luôn á. Chị gọi cái gì đây? Bữa nay chán trà đào rồi. Có món gì lạ lạ không? Làm gì nữa? Chị Quyên trả cho chị ăn có trả đâu. Cho miếng bông nhúng nước đi như vậy. Nay không trang điểm mà. Nghĩ ra. Cái tội dậy muộn.
Em cắt ngắn bớt đi được rồi ấy Như rồi. Cho mà còn phải 5 tỷ nó lấy nữa. Lại nữa. Không thấy là không thấy mà. Lấy về cho đỡ chặt nhà đi. Thà giật tay còn hơn là giật máy. Giật tay luôn, có cả cái vui giật tay. Trời mẹ ơi à. Núi đồ luôn hả? Chị thấy cái này giống cái núi luôn. Chị
Tại vậy còn không cần không nỡ cầm cái sọt lên mà bỏ luôn. Chị ăn trà sữa gạo uống chị ăn. Ê cái tiệm kia tên gì quên bán á nhỉ? Mà pha phin chắc ngon hơn pha máy. Cái khẩu trang nó bị gì chứ, chả đau chứ trời. Trời môi này. Đây, bụng này Huy. Khẩu trang này đau.
ăn được.